cái giờ này, và mình có mua thêm một cái miếng dán pin iPhone nữa. Thì tại sao mình lại mua thêm cái bộ này? Cái gì đây? Quà sinh nhật. Có luôn hả? Cái dạo này mà lắc thiêu dữ vậy trời. Mở ra đi biết trời. Rồi quay video làm gì đây? Hí hí, tại em đặt ở trên Shopee á, cho anh có làm video thì làm. Trời ơi, trời, sinh nhật mà mua đặt trên Shopee nữa ha. Chứ sao trời. Rồi, vậy là sắp có video rồi nha mọi người. Cảm ơn cục cưng nha. Thôi, khui quà thôi. Đó, thì đây chính là món quà sinh nhật của mình nha, được vợ mình tặng. Một cái nơ rất là đẹp nè, khui tiếp luôn. Cũng biết là lên Shopee mua gì trên đó ta. Khui đại cho nó nhanh luôn. Tên tên. Một chiếc hộp màu đen. Thì ở trên nè, cũng sẽ có một tờ giấy của Shopee như thường lệ nè. Để nguyên tờ giấy này để mình làm video luôn, chứ không cắt ra. Và bây giờ thì mình sẽ đến cận cảnh hơn với cái hộp này nha. Và trên tờ giấy nè, sẽ có một vài thông tin nha. Như sản phẩm này đặt tại Shopee nè. Đơn vị vận chuyển á, đó là Giao Hàng Tiết Kiệm nè. Đây chính là người gửi nha, và người nhận nè. Ở bên dưới chính là... Rồi, chơi che luôn tên của sản phẩm rồi. Mình không biết được cái gì ở bên trong luôn. Thì nhìn qua cái bao hộp này thì mình thấy đây là một cái sản phẩm đến từ Coolmade nha. Thì mình cũng đã có một video mình review sản phẩm từ Coolmade rồi. Nói chung là đến hiện tại nha, vẫn rất là nhiều video. Mình vẫn mặc những chiếc áo mà mình làm trong video của Coolmade. Và hôm nay, đó, cũng gần Tết rồi. Mình có mua ở đây một cái camera cũng gắn ngoài trời nè. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong video mở hộp và trên đây nhanh chiếc Hello LS01 này rồi. Và theo mình á, với mức giá mà 439.000 á. Và rồi, vậy là mình đã vừa đánh giá rất là chi tiết chiếc Redmi K30 này rồi. Thì thực sự rằng á, thì đây không phải là một cái phiên bản mà cải lùi của chiếc Redmi K20 đâu. Nó cũng sẽ có những nâng cấp nhất định nha. Thì đây chẳng lẽ là quần áo nữa hả ta? Nếu như mà mình mở miếng băng keo á, thì mình biết sản phẩm gì rồi. Không còn vui nữa. Cho nên bây giờ mình sẽ mở ra xem ở bên trong luôn nha. Đó, Coolmade.me. Nguyên một cái bóc luôn. Bây giờ mình sẽ cùng mở ra luôn nha. Ten ten ten. Bên trong chiếc hộp bự lại là một chiếc hộp nhỏ. Phải chưa? Và đây chính là chiếc hộp ở bên trong nha. Coolmade nè. Wow, cái hộp lần này nhìn nó khá là đẹp, khá là sang trọng và cao cấp luôn. Ở bên ngoài nè, nó được làm dạng nhám nè, nhìn rất là đẹp. Còn ở bên dưới đó là màu cam nha. Thì bây giờ mình sẽ cùng mở ra luôn nha. Thì cái hộp này cũng không lớn lắm, không biết cái gì trong đây nữa trời. Ten ten. Đầu tiên đây có một tờ giấy nha, tờ giấy cảm ơn nè. Thank you. Và tiếp đó ở bên dưới mình sẽ thấy ngay, đây chính là một chiếc bóp nè. Đó, và ở bên trong nè, cũng sẽ có hai ngăn nha. Tiếp đó thì cũng có một vài ngăn nè. Mình có thể để một cái vài thẻ ATM hay là một số giấy tờ tùy thân đồ này kia. Tiếp đó ở phía trên thì mình sẽ thấy ngay có hai cái móc khóa nè. Thì một cái là màu đen nha, một cái là màu nâu. Nhìn cũng rất là đẹp luôn. Tiếp đó nữa ở đây sẽ có một cái đầu của dây nịt nè. Thì đầu này chất liệu bằng kim loại, nhìn rất là đẹp, rất là xịn sò con bò luôn. Và cuối cùng đã có đầu dây nịt rồi thì phải có luôn một cọng dây nịt nè. Bây giờ mình sẽ gắn thử cái đầu này vào nha. Thì đây là cái đầu mà dạng nó sẽ có những cái răng nè. Mở đâu ta? Chả biết mở đâu luôn. Và rồi, mình quay lại với cái đầu dây nịt này nha. Nói chung là mất cũng phải khoảng 10 phút mình lên website á, mình mới mò ra được cái đầu này sử dụng như thế nào. Thì đầu tiên các bạn hãy kéo nó ra nè. Nó rất là cứng luôn. Đó, kéo nó ra và các bạn xoay nha. Thì các bạn xoay khoảng 45 độ nè. Và ở đằng sau nè, mới đầu thì nó rất là cứng luôn. Ở đây á, thì mình phải dùng một tua vít nè để mình nại nó ra nha. Thì sau khoảng một lần nại á, thì bây giờ nó rất là dễ rồi, dùng tay có thể đóng mở được rồi. Nhưng mà cái lần đầu tiên á, thì nó cực kỳ cứng luôn nha mọi người. Thì các bạn chỉ cần làm giống như mình là được rồi. Rồi, thì các bạn chỉ cần đẩy cái cọng dây nịt vào nè. Đó, nhét cọng dây nịt vào. Rồi mình phải gài cái này lại nha. Đậu phộng kẹp tay à. Và sau đó trở về vị trí ban đầu là xong. Một cái thiết kế thì mình thấy nó rất là hay luôn, nhưng mà nó cũng hơi đánh đố người dùng. Nếu như mà không đọc hướng dẫn sử dụng nha, mình đọc hướng dẫn sử dụng rồi mà mình cũng không hiểu nữa, nó không có kỹ lắm.
Thì nếu như bạn nào mà có mua thì cứ làm theo như mình nha, là được rồi. Và được một cái là cái cộng dây nịt này á, nó vừa y với mình luôn, cho nên mình không phải cắt nha. Nhưng còn nếu như bạn nào mà nó có hơi dài thì các bạn phải cắt, cắt bớt đó, cắt bớt cái phần đầu này nè, và các bạn cứ gắn vào thôi. Và mình đã có check giá lại rồi, và giá hiện tại của nó là 790.000 nha. Và mình cũng có một cái mã giảm giá là giảm thêm được 100.000 nữa. Nếu như bạn nào có mua để sử dụng á, hoặc là mua để làm quà tặng á, thì có thể dùng cái mã giảm giá của mình nha. Và với những cái sản phẩm của Coolmate á, thì thực sự chất lượng không phải bàn rồi. Mình cũng đã sử dụng áo và quần của Coolmate một thời gian cũng vài tháng rồi. Nói chung thì rất là tốt luôn. Và bây giờ thì mình sẽ dẹp qua một bên nha. Mình sẽ cho các bạn xem nè. Mình sẽ cho các bạn xem những cái sản phẩm cũ của mình. Đây chính là cái cộng dây nịt cũ của mình nè. Cộng dây nịt này mình mang đã 2 năm rồi. Thì lúc mình mua là 150 á. Và nhìn bây giờ thì cũng rất là cũ. Thì đây cũng là một cái dây nịt da, nhưng mà nó sẽ không có kiểu cọ gì cả. Nó nhìn nó không có sang trọng như cái cộng dây nịt kia. Chúng mình mang cái này cũng khá là nhiều á. Lúc mình đi làm á thì mình luôn mang cái cộng dây nịt này nè. Nhìn rất là cũ rồi, rất là dơ. Thay thì cũng ok rồi. Chắc để Tết, để dành Tết thay luôn. Và tiếp đó nha, thì đây chính là cái bóp của mình nè. Bóp này chắc cũng hơn nửa năm á. Và cũng chuẩn bị thay thôi. Thì sẵn tiện thì mình cho các bạn xem luôn cái bóp của mình luôn nha. Đầu tiên á, đó là ngăn ở trong cùng nè. Thì ngăn trong cùng này gì ta? Giấy. Một vài cái hóa đơn á, lúc mình mua hàng. Nhưng mà tới chữ bay màu hết rồi. Thì hiện tại những cái hóa đơn này cũng hết hạn rồi, không xài được nữa. Tiếp đó nè, đây chính là rất là nhiều tiền lẻ luôn. Và đây có một cái thẻ cào 300, từ lúc mình mua xe tới giờ chưa dùng. Một tờ 500 ngàn hết rồi. Ở đây có một vài cái thẻ ngân hàng nè. Thẻ ngân hàng, thẻ Family Mart nè, ACB và thẻ ngân hàng sắt cơm. Và ở ngăn bên tay phải nè thì sẽ không có gì. Và bên ngăn tay trái nha, bên ngăn tay trái mình có nè, một tờ 2 đô nè, cái lá bùa. Đây có một cái, hồi có một cái con gì mà dạng như một cái con dao mà đã chức năng á, mình bỏ trong túi nhưng mà bữa mình mở ra mình làm cái gì đó mình quên để vô lại. Một cái hóa đơn thu tiền, một tờ 20.000 với số series á, là 4 số 8 nè. Tiếp đó là một cái phiếu gửi xe nè, phiếu gửi xe này lúc mình còn đi làm á. Và một cái chứng minh nhân dân nha. Này là cái hình chứng minh nhân dân của mình nè. Lúc này là mấy tuổi thôi, tầm 16, 17 tuổi á. Lúc mà thi cấp 3 á thì mình mới làm cái chứng minh này. Cuối cùng thì đây chính là một cái cà vẹt xe nha. Cà vẹt xe cũ, cà vẹt xe mới thì mình chưa lấy nữa. Đó, thì đó chính là toàn bộ những cái món mà ở trong cái ví của mình. Nói chung thì chuẩn bị chuyển qua ví mới luôn. Và rồi, thì mình thấy á, đây là một món quà rất là ý nghĩa luôn. Các bạn cũng có thể mua cái bóc này nè về sử dụng, hoặc là các bạn cũng có thể làm quà tặng thì cũng rất là ý nghĩa nha. Và một điều nữa là những cái món này nè thì các bạn có thể mua lẻ từng món nha. Các bạn có thể mua lẻ dây nịt nè, hoặc các bạn có thể mua lẻ cái ví nè. Đó, mua lẻ từng món cũng được, hoặc là các bạn cứ mua một cái bóc như vậy cũng được. Mà nếu như các bạn mua nguyên một cái bóc như vậy nè thì nó sẽ rẻ hơn nha. Và nó sẽ có một cái hộp rất là đẹp như vậy luôn nè. Cái hộp với tông màu đen cam nè. Ờ, nhìn rất là sang trọng luôn. Rồi, thì đường link chi tiết để mua sản phẩm này thì mình cũng sẽ để ngay bên dưới phần mô tả nha. Các bạn cũng có thể mua ở trên Shopee, hoặc là các bạn cũng có thể vào trang web của Coolmate để mua nha. Nói chung thì mình thấy ở đâu rẻ hơn thì cứ mua đó thôi. Bởi vì chất lượng của hai nơi thì cũng như nhau. Được cái là Shopee á, thường có những cái mã giảm giá hơn, thì các bạn sẽ mua được với giá là rẻ hơn nha. Và mình cũng xin kết thúc video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video clip của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye.